Ở tập trước, Diệp Phàm đối đầu với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, kẻ thù mạnh mẽ và hung hãn. Sát khí bao trùm, trận chiến gay cấn đến nghẹt thở. Diệp Phàm sử dụng thần thức tấn công nhưng không thể hạ gục Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Chuyển sang tập 112 của Già Thiên. Sắc mặt mấy người ở trong đại điện cũng không dễ nhìn chút nào, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quá đáng rồi, ngay cả Thanh Y Tiểu Giao Vương cũng nhíu mày. Mời Nhan Như Ngọc làm gì, cứ mời Thanh Giao Vương ra, các một tát chết con chim kia đi. Đồ Phi tức giận nói. Nhưng hắn cũng biết đây là việc không thể xảy ra, bởi vì sau lưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương còn có một tổ tiên được gọi là Bằng Vương, chính là bá chủ yêu tộc. Không nói đến chiến lực vô địch của Bằng Vương, chỉ dựa vào tốc độ kinh thế là lão ta đã có thể tung hoành khắp thiên hạ, làm cho các đại thánh chủ phải nhức đầu, không có ai ngăn được. Diệp Phàm cũng cảm thấy ủy khuất, hận mình không thể tấn chức vào bí cảnh tứ cực ngay lập tức, sau đó tát chết Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kia. Con chim đại bàng nhỏ này thật quá kiêu ngạo, mới gặp mặt đã muốn đoạt lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, còn chưa nói lời nào đã trực tiếp xuất thủ muốn lấy tính mệnh của hắn. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải người điên như vậy. Nhưng mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật quá cường đại, bản thân đã đạt đến bí cảnh tứ cực, tu vi thâm bất khả chắc. Hắn ta hoàn toàn có khả năng đánh ngang với Diêu Quang Thánh Tử. Hay là ngươi nhường nhịn đi, không có người trẻ tuổi nào là đối thủ của hắn đâu. Thậm chí, một số cường giả già lão có thể giết hắn cũng không dám xuất thủ, vạn nhất chọc đến lão Bằng Vương thì đúng là tai họa ngập trời. Một yêu tu khuyên nhủ. Con bà nó, con điểu nhân này cũng quá lợi hại, không trách hắn lại muốn tới giao trì thịnh hội quyết chiến với Diêu Quang Thánh Tử, không hề sợ hãi chút nào. Đồ Phi mắng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đánh khắp các cường giả trẻ tuổi cũng khó gặp địch thủ, đúng là có thực lực đó, có nói gì cũng vô dụng. Một tu sĩ yêu tộc lắc đầu. Thiên Bằng nhất tộc được trời cao chiếu cố, không những thân thể mạnh mẽ có thể so sánh với Giao Long, mà tốc độ còn cực nhanh, hiếm có tộc nào trong thiên hạ có thể sánh kịp. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể phát huy được mọi ưu thế này, chiến lực tuyệt đối là vô song trong những người đồng giai, Thiên Bằng cực tốc lại càng kinh khủng, ngay cả công kích thần thức cũng có thể tránh được. Mặc dù Diệp Phàm tu luyện bộ pháp của lão điên, nhưng chắc chắn tốc độ không bằng với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương được. Trừ khi hắn có thể bước chân vào bí cảnh tứ cực thì mới có thể quyết tranh hơn thua tốc độ với người này được. Dù sao, năm xưa lão điên đã dựa vào bộ pháp này mà tranh phong được với các cường giả của tộc Thiên Bằng. Con bà nó, con điểu nhân này thật làm cho người ta tức giận. Đồ Phi nói chuyện không hề kiên kỵ, nói thẳng ra. Không phải chỉ là con chim nhỏ sao, tắt lửa nướng nó là xong. Năm xưa bổn hoàng cũng rất thích ăn thịt chim nướng. Ngay lúc này, Hắc Hoàng vẫn im lặng không lên tiếng thấp giọng lẩm bẩm. Diệp Phàm rất muốn đạp nó một cước. Con chó này ăn nói bậy bạ, khi nãy còn không thấy nó có biểu hiện gì. Tiểu tử nhân tộc, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra ngoài. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ở bên ngoài truyền âm vào, sau đó không nói gì nữa. Diệp Phàm đứng dậy đi đến bên trong đại điện, hắn nhặt sợi tóc màu vàng kia lên cuốn vào đầu ngón tay. Tiểu tử ngươi muốn hại người. Hắc Hoàng cảm thấy nghi ngờ. Trong miệng, Diệp Phàm không muốn để con chó đáng chết này đoán, thu lấy sợi tóc vàng vào. Khổng Tước Vương và Thanh Giao Vương chỉ là đại năng, thọ nguyên của họ cũng không nhiều lắm. Lúc bình thường họ luôn bế quan tu hành, nếu không có việc quan trọng nào thì không có ai dám quấy rầy họ cả. Mặc dù Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cường đại, nhưng sự việc còn chưa lớn đến mức phải đi mời bọn họ xuất quan. Sau đó không lâu, ở bên ngoài cung khuyết có một âm thanh tự nhiên bình thản truyền tới, Nhan Như Ngọc giá lâm. Trong cung khuyết có bày xếp nhiều hoa lạ cỏ thơm, bốn vách xung quanh cũng có không ít minh châu mỹ ngọc, nhưng khi Nhan Như Ngọc đến, dường như tất cả ánh sáng và cảnh đẹp nơi đây đều ảm đạm xuống. Trong Nhan Như Ngọc mới chỉ 18-19 tuổi, nàng mặc một bộ quần áo màu trắng thướt tha, tóc đen bay nhẹ theo gió, đôi lông mi dài mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong mắt của nàng ta dường như có ẩn chứa hơi nước, trông giống như một đóa sen thần thánh đang nở rộ, làm cho cả người toát lên khí chất phiêu miểu như tiên. Nàng đại biểu cho hoàng mỹ, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái vô song, làm cho trăm hoa phải thất sắc, minh châu phải ảm đạm, khiến cho cảnh vật mỹ lệ cũng phải lung lay. Đây nhất định là Nhan tiên tử, tìm khắp cả thiên hạ cũng khó tìm được tiên nhan nào động lòng người như thế. Hôm nay may mắn gặp mặt, quả thật là phúc ba đời. Đồ Phi tiến lên nghênh đón, liên tục khen tặng và ca ngợi. Nam nhân lại muốn hư đốn. Hắc Hoàng không nể tình, nhỏ giọng lẩm bẩm. Sắc mặt Đồ Phi nhất thời hơi đen lại, nhưng cũng không vọng động ra tay ngay tại đây. Hắn ân cần mời Nhan Như Ngọc ngồi xuống, giống như hắn là chủ nhân nơi này vậy. Đừng bảo là hắn, ngay cả mấy vị cường giả yêu tộc trẻ tuổi thường xuyên nhìn thấy Nhan Như Ngọc lúc này cũng hoảng hốt, hành động có chút thất lễ. Trước một vật xinh đẹp hoàng mỹ, người nhìn sẽ luôn muốn thưởng thức và mê say. Nhan tiên tử, lại gặp mặt rồi. Diệp Phàm hỏi thăm. Nhan Như Ngọc mỉm cười,
nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nói, tu vi Diệp tiểu đệ tiến bộ thần tốc, thật đáng mừng. Có gì đáng chúc chứ, Diệp tiểu huynh đệ gặp phải phiền toái, bị một kẻ điên bám theo. Kim sĩ tiểu bằng vương muốn lấy tính mệnh của hắn. Đồ Phi trực tiếp đi vào vấn đề. Tại sao? Mặc dù Nhan Như Ngọc đang nhăn mày, nhưng sắc đẹp vẫn rất động lòng người. Âm thanh của nàng ta như tiếng trời tự nhiên, vô cùng êm tai. Kim sĩ tiểu bằng vương muốn nguyên căn vạn vật mẫu khí của Diệp tiểu huynh đệ, không những muốn cướp đi mà còn muốn lấy tính mạng của huynh đệ. Đồ Phi căm giận bất bình. Thánh vật thiên địa động nhân tâm, dù kim sĩ tiểu bằng vương không đòi, chắc chắn cũng có người khác xuất thủ. Nhan Như Ngọc nói, thần sắc của mấy tên cường giả yêu tộc trẻ tuổi cũng có chút mất tự nhiên, mặc dù bọn họ ngồi ở đây, nhưng quả thật trong lòng cũng có ý niệm khác. Trong người ngươi có thánh vật, tự nhiên sẽ có người mơ ước, tốt nhất là nên lánh đời tu hành. Nhan Như Ngọc nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Nàng cũng không nói Diệp Phàm không nên tới đây, nhưng ẩn ý nói rõ rằng động phủ của đại năng yêu tộc không phải là niết bàn của hắn. Khi Diệp Phàm đốt chết thái thượng trưởng lão của cơ gia tại Nam Vực, chuyện hắn có vạn vật mẫu khí đỉnh đã lộ ra bên ngoài. Cho nên, chỉ cần Diệp Phàm xuất hiện ở nơi nào, chắc chắn hắn sẽ bị người khác dòm ngó. Nhưng mà lần này Diệp Phàm cũng không có lựa chọn nào khác, hắn cần lấy dung mạo thật để tiến vào trọng địa yêu tộc, trước là muốn có quan hệ gần gũi với cố nhân, sau là muốn dò xét công tích của bàn bác. Thanh y tiểu giao vương nói, bàn huynh quả thật quá đáng, mong tiên tử tương trợ ta khuyên hắn. Thân phận Nhan Như Ngọc không bình thường, chính là hậu nhân đại đế yêu tộc, hơn nữa chiến lực bản thân nàng ta cũng rất kinh người. Hai năm trước đã từng ở Nam Vực đại chiến với thần thể của cơ gia, bất phân thắng bại. Ta sẽ thử thuyết phục hắn. Nhan Như Ngọc gật đầu. Cảnh vật ở bên ngoài rất xinh đẹp, nơi nơi là cảnh đẹp, những tảng đá kỳ lạ, các cây tùng cao chót vót, sương mù mờ ảo. Trong núi có nhiều đền đài, đối diện có những ngọn núi hùng vĩ, khắp núi lại là những cây thông già cứng cáp. Trên đỉnh núi còn có một chòi nghỉ mát, được các cây tùng bao phủ vần quanh, kim sĩ tiểu bằng vương và các yêu tu đang ngồi đối ẩm ở bên trong. Đám người thanh y tiểu giao vương, Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm, Đồ Phi bay đến đình dài đó. Kim sĩ tiểu bằng vương bỗng nhiên đứng lên, mắt nhìn thẳng vào Diệp Phàm, sát khí tràn ngập như thủy triều dâng lên. Ngươi làm vậy là sao? Nhan Như Ngọc mở môi hỏi. Kim sĩ tiểu bằng vương chắp tay, nói, ra mắt Nhan tiên tử, ta muốn lấy nguyên căn vạn vật mẫu khí. Hắn không giấu giếm ý định của mình, nói thẳng ra với Nhan Như Ngọc. Diệp Phàm là bạn cũ của ta, cũng là khách của ta, ngươi làm vậy là quá đáng rồi. Nhan Như Ngọc đứng ở trên đỉnh núi, y phục màu trắng bay phất phới theo gió, tựa như muốn thuận theo gió bay đi. Yêu tộc ta từ trước đến nay luôn nói kẻ mạnh làm vua, tiên tử và một kế thể hoang cổ như hắn có giao tập gì chứ, đừng có gạt ta. Mái tóc vàng của kim sĩ tiểu bằng vương bay múa, trong mắt lóe lên như điện quang. Hắn là người quen cũ của ta không muốn ngươi làm khó hắn. Nhan Như Ngọc điềm tĩnh trả lời. Tiên tử là hậu nhân đại đế, trong cơ thể có chảy thánh huyết của yêu tộc, không nên có quan hệ với một tên phế thể. Hãy để ta giết hắn, chém rụng đoạn nhân quả này cho công chúa. Lời nói của kim sĩ tiểu bằng vương vô cùng kiên quyết, sát khí thoáng cái dâng trào. Con bà nó, dĩ nhân này điên thật rồi. Đồ Phi thấp giọng mắng. Đủ rồi, ngươi làm vậy là đạo lý gì chứ? Nhan Như Ngọc tỏ ra không vui, nói, hắn là bằng hữu của ta, tu vi có liên quan gì ở đây? Trên người hắn có thánh vật nguyên căn vạn vật mẫu khí, hôm nay lại xuất hiện trong trọng địa yêu tộc ta, đây là ý trời khó tránh, vật này phải thuộc về ta. Kim sĩ tiểu bằng vương không lùi bước. Nói như vậy, ngươi muốn giết bằng hữu của ta chỉ vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Nhan Như Ngọc nở nụ cười lạnh. Không thể nói như vậy, ta có ý chí của đại đế. Nếu có được vật này, chắc chắn tương lai sẽ luyện chế thành vũ khí cực đạo, làm cho yêu tộc ta cường đại hơn. Lời nói kim sĩ tiểu bằng vương vô cùng tự tin, đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Ngươi không sợ gió lớn làm đau lưỡi sao? Xưa nay có mấy người đạt đến đại đế được, chỉ dựa vào tên điên như ngươi mà cũng muốn làm. Đồ Phi cười lạnh. Dựa vào việc ta đánh khắp thế hệ trẻ Đông Hoang không có địch thủ, có thể nói là ngang ngửa với đại đế thời trẻ. Ánh mắt kim sĩ tiểu bằng vương trở nên sắc bén, nhìn Đồ Phi như đang nhìn một người chết, nói, trong vòng 3 chiêu là ta có thể lấy tính mạng của ngươi, ngươi có thể tới đây thử một lần. Sát khí điên cuồng hiện rõ lên trong mắt hắn, sải bước đi về phía trước, cả người tản phát khí thế thi ngã độc tôn, như muốn lấy tính mạng của Đồ Phi thật. Đồ Phi vô cùng tức giận. Hắn và Diêu Quang Thánh Nữ từng đại chiến với nhau, nhưng vẫn có sức tự vệ cho mình, mà lúc này kim sĩ tiểu bằng vương lại tuyên bố 3 chiêu giết hắn, thật sự làm cho hắn rất uất ức. Nhưng hắn cũng nhịn được không xúc động nhất thời mà ra tay, bởi vì kim sĩ tiểu bằng vương quả thật rất đáng sợ. Trước đó không lâu hắn và thanh y tiểu giao vương đã liên thủ với nhau,
nhưng lại bị Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dùng một bàn tay trái đánh bay ra ngoài. Phải biết rằng Thanh Y Tiểu Giao Vương hoàn toàn có thực lực giao thủ với các thánh tử đó. Nên Đồ Phi chỉ còn cách cắn răng, nói, đồ điên. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không chú ý đến Đồ Phi nữa, hắn ta xoay người nhìn thẳng Diệp Phàm, nói, tới đây chịu chết đi. Nếu như ở thời kỳ hoang cổ, ngươi dám giết thánh thể hoang cổ sao? Đồ Phi cố gắng nói giúp Diệp Phàm. Đáng tiếc, năm tháng trôi đi không thể trở lại nữa. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh nhạt đáp trả. Điều này rất khó nói, có lẽ hắn chính là một kỳ tích. Nha Như Ngọc tiến lên ngăn cản Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương dừng bước, lạnh lùng nói, điện hạ không nên cản ta, người như vậy không có hy vọng gì. Vô số năm tháng đã trôi qua, hắn cũng không phải là thánh thể hoang cổ duy nhất, không phải mấy thánh địa cũng từng bồi dưỡng thể chất này sao? Nhưng kết quả cuối cùng cũng là bỏ qua. Có lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Thân thể của Nhan Như Ngọc vẫn đứng yên, che chắn ở phía trước. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liên tục cười lạnh, nói, ta và tiên tử đều biết loại thể chất này chỉ có một con đường chết. Diệp Phàm nghe vậy thì hơi giật mình một chút, bởi vì những gì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đang nói rất giống những gì hắn đã dự đoán. Năm tháng trôi qua, có mấy người đã phát hiện được người mang thể chất thánh thể hoang cổ, nên bí mật bồi dưỡng, nhưng sau đó lại phát hiện rằng rất khó để cho một thánh thể mở được khổ hải. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng họ cũng nghĩ được biện pháp khắc phục được khó khăn này, và phát hiện được thành tựu lúc tu hành của thánh thể quả thật rất kinh người. Một khi thánh thể hoang cổ có thể tu hành được rồi, chỉ cần có linh dược vô tận là tu vi người mang thể chất này sẽ tăng lên rất nhanh, có được chiến lực không thể tưởng tượng. Các đại thánh chủ lúc trẻ đã từng hy vọng tương lai mình sẽ nhờ được bóng lưng thể chất đặc biệt này. Nhưng mỗi khi thánh thể cần tiến lên thêm một bước thì số lượng tài nguyên cần cũng thật kinh người, dù là thánh địa cũng không thừa nhận nổi. Từng có một thánh địa tốn hao trăm vạn cân nguyên để bồi dưỡng một thánh thể hoang cổ đến cảnh giới thứ năm đạo cung, nhưng một thánh địa có tài nguyên phong phú như họ đến đó cũng không chịu nổi được nữa. Dựa theo những gì họ đã suy đoán, nếu muốn một thánh thể tiến vào cảnh giới đại viên mãn tầng thứ 5 bí cảnh đạo cung, rồi đột phá vào bí cảnh tứ cực thì cần ít nhất đến ngàn vạn cân nguyên, đây là một con số làm cho các đại thánh địa phải lắc đầu buông tha. Huống chi, không có ai biết sau khi tiến vào bí cảnh tứ cực thì loại thể chất này sẽ còn gặp khó khăn gì trong lúc tu hành hay không. Vì vậy, một vài môn phái thực lực thâm hậu chút ít cũng biết được một điều, thánh thể hoang cổ chỉ có thể dừng lại tại cảnh giới thứ 5 bí cảnh đạo cung, không thể nào vượt qua được cái trên trời hoang cổ đó được. Phóng mắt nhìn cả thế gian này, cho dù là một thánh địa thì cũng không thể nào lấy ra được ngàn vạn cơn nguyên, đây là một con số làm cho người ta phải tuyệt vọng. Liên tiếp nhiều đại thánh địa thất bại, bọn họ kết luận rằng thời đại của thánh thể hoang cổ đã suy tàn, không thể nào làm tái hiện lại tư thế vô địch năm xưa, mãi mãi không cuộc khởi được nữa. Từ đó về sau, hầu hết mọi môn phái trên thế gian đều biết thánh thể hoang cổ đã trở thành một phế thể, dù có tốn nhiều thời gian và tài nguyên để bồi dưỡng, những người mang thể chất này cuối cùng chỉ dừng bước ở bí cảnh đạo cung, bọn họ căn bản không tiến vào bí cảnh tứ cực được. Trừ khi là mấy đại thánh địa điên hết lên, liên thủ với nhau bồi dưỡng một thánh thể, cung cấp ngàn vạn cơ nguyên cho người này, có lẽ đây là cách duy nhất để giúp loại thể chất này phá vỡ được lời nguyền giam cầm. Nhưng mà đây là điều không thể nào xảy ra được, bởi vì nhiều tài nguyên như vậy đã đủ bồi dưỡng được rất nhiều đại cao thủ, không cần phải làm như vậy để giúp một người, rất có thể kết quả cuối cùng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Về việc sau khi tiến vào bí cảnh tứ cực, con đường tu hành của thánh thể hoang cổ sẽ gặp phải khó khăn như thế nào thì các đại thánh địa cũng không biết được, bởi vì từ trước đến nay chưa có thánh địa nào thực hiện được tới đó. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng lạnh nhạt, nói, ta nghĩ các ngươi cũng biết rõ những điều này, đợi chờ hắn chỉ là con đường chết mà thôi, không bằng để cho ta giúp hắn giải thoát. Nguyên căn vạn vật mẫu khí nên ở trong tay ta, tạo thành con đường đại đế cho ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tiến lên phía trước, thân thể cường tráng toát ra một ma lực kỳ dị, khí thế kinh khiếp bức người. Hắn ta nói, hơn nữa, công chúa nói nhầm một điều rồi, sao ta có thể là người tuyệt tình tuyệt tính được? Lần này ta đến nơi Thanh Giao Vương ẩn cư chính là muốn cầu hôn với công chúa. Làm sao gả Nhan tiên tử cho một tên điên như ngươi được? Đồ Phi mở miệng. Ngoại trừ ta ra, còn có thể là ai? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đưa mắt nhìn bốn phương, nói, sau này ta trở thành yêu đế, công chúa sẽ là yêu hậu. Ta chưa từng thấy con điểu nhân nào điên cuồng như ngươi, chờ khi nào ngươi đạt tới đại đế rồi thì hãy tiếp tục hên hoang đi. Tương lai ngươi sẽ thấy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói lời nhẹ nhàng, nhưng sát khí điên cuồng lại hiện rõ ra bên ngoài. Bỗng nhiên hắn vươn tay ra, rồi có một bàn tay to đánh tới Diệp Phàm. Phịch, Nhan Như Ngọc xuất thủ, một đóa liên hoa trong suốt hiện lên chặn lại bàn tay to của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, làm cho cả ngọn núi lay động. Chỉ giết một phế thể hoang cổ mà thôi, công chúa thật muốn ngăn ta sao? Làm như vậy đáng giá sao? Ánh mắt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trở nên sắc bén,
chất vấn Nga như ngọc. Ngươi nói ngươi muốn đi theo con đường đại đế phải không? Như vậy hãy đánh một trận với thánh thể hoang của đồng giai đi, để ta xem thử ngươi có tư chất của đại đế hay không. Nhan Như Ngọc bình tĩnh mở miệng. Đáng tiếc, cả thế gian này lại không có một thánh thể hoang của đồng giai để ta giết. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chấp hai tay ở sau lưng, lời nói để nghệ toàn bộ mọi người ở đây. Giết thánh thể hoang của đồng giai, con chim này đúng là một tên điên, quá cuồng vọng. Đồ Phi không nhịn được mắng. Ta có thể áp chế tu vi của ngươi đến cảnh giới thứ hai bí cảnh đạo cung. Nhan Như Ngọc vương bàn tay ngọc ngà ra, trong lòng bàn tay có một vật tỏa sáng lấp lánh, người khác không thể nào nhìn thẳng vào được. Vũ khí cực đạo. Mọi người ở đây lập tức cả kinh, cảm thấy một cổ khí tức kinh khủng đang tràn ra, không nhịn được mà run sợ. Đây chính là uy thế của vũ khí cực đạo, là thánh binh do đại đế lưu lại. Xưa nay có mấy người đạt đến được cảnh giới đại đế, bọn họ đều là những người có thiên tư ngút trời. Ngươi có dám thử một lần xem mình có thể áp chế được thánh thể hoang của đồng giai hay không? Nhan Như Ngọc mặc một bộ y phục màu trắng, thân đứng ở trên đỉnh núi tựa như quảng hàng tiên tử, gây cho người ta cảm giác nàng ta có thể cưỡi trăng đi bất cứ lúc nào. Lúc này trong lòng bàn tay phải của nàng có một vật trong suốt tỏa sáng lấp lánh, tản phát uy thế của vũ khí cực đạo, làm cho người ở chỗ này phải sợ hãi. Đây là một loại uy áp vô thường, giống như là thiên đình thượng cổ hạ xuống, làm cho con người không thể nào chống cự, trong lòng chỉ còn nỗi tuyệt vọng bao phủ. Cảnh tượng này cũng giống như một con côn trùng nhỏ bé muốn lay động núi lớn, nhưng dù nó có cố gắng thế nào thì vĩnh viễn cũng không thành công. Hơn nữa, mỗi người ở đây càng lúc càng run sợ, gần như muốn quỳ xuống đất. Trăng rắc, mấy tên yêu tu không chịu nổi, lực chân đạp xuống đất mạnh đến nỗi làm cho cả vùng núi cũng trở nên nứt nẻ, rồi phốc một tiếng, nguyên một đám quỳ bái xuống đất. Những người quỳ xuống đó, không có người nào mà thân thể không run rẩy, đây là nỗi sợ hãi từ trong linh hồn sâu thẳm. Cùng một thời gian, mấy người như Thanh Y, Đồ Phi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng cắn răng, cố chống cự lại uy thế vũ khí cực đạo muốn làm cho người ta quỳ bái này. Đây là uy thế của vũ khí cực đạo, chính là thánh binh do đại đế yêu tộc đúc thành. Chỉ riêng cái cảm giác áp bách do nó gây ra thôi đã làm cho người ta không thể nào thừa nhận được, chỉ muốn quỳ xuống bái lạy. Thật là một cảm giác khó tả, dường như linh hồn của bản thân đã bị cửu u trấn trụ, sinh hay tử đều tùy thuộc vào thánh binh cực đạo đang phủ xuống kia. Uy thế của đại đế không thể nào lường được. Cùng giai tranh phong, ngươi có dám đánh một trận với thánh thể hoang cổ? Nhan Như Ngọc hỏi lại một lần nữa. Ta là ai? Ta là thiên bằng vô địch một đời. Tại sao ta phải nghe theo an bài của người khác? Ta muốn giết cứ giết, ta muốn đánh thì đánh. Mặc dù nàng là hậu nhân đại đế, nhưng cũng không ngăn ta được. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trống to lên một tiếng, rồi sau lưng hiện ra hư ảnh một con đại bàng thành thần thánh. Con chim này dương đôi cánh rộng lớn ra, phá tan uy thế cực đạo đang áp chế chân thân, rồi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hóa thành một luồng sáng màu vàng bay lên trời. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương huyền phù ở trên trời, mái tóc vàng tung bay theo gió, ánh mắt sắc bén như đao. Thân thể cao lớn của hắn dường như được hoàng kim đúc thành, nhìn từ xa trông như một ma vương bể nghệ tứ phương. Những yêu tộc khác thấy vậy vô cùng khiếp sợ, không ngờ rằng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể phá tan uy thế cực đạo để bể nghệ đứng trên bầu trời. Cái khí thế kinh khủng và siêu nhiên này của hắn làm cho người ta phát rét. Còn Diệp Phàm ở đằng xa vẫn đứng thẳng, vì nguyên nhân thể chất đặc thù nên hắn không hề có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Nhưng hắn vẫn phải nhận lấy uy áp cường đại. Hắn có cảm giác dường như thân thể này không còn thuộc về chính mình nữa, rất khó nhúc nhích hay di chuyển. Tuy hắn không bị khuất phục, nhưng do cảnh giới quá thấp nên không thể đột phá đi ra ngoài như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, chỉ có thể đứng thẳng ở giữa sân. Vũ khí cực đạo quả nhiên danh bất hư truyền, thật không ngờ thánh binh đại đế lại kinh khủng như vậy. Nếu như sử dụng nó để đối thủ, liệu cả thiên hạ này có ai đỡ lấy được? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn thẳng vào Nhan Như Ngọc, thầm nghĩ. Ánh sáng trong lòng bàn tay Nhan Như Ngọc đột nhiên biến mất, nàng ta đã thu hồi thánh binh lại, uy áp cường đại như thủy triều dâng cao kia cũng nhanh chóng tiêu tán. Vũ khí cực đạo đầy đủ kinh khủng như vậy sao? Đồ Phi giật mình. Gia gia của hắn có nửa kiện thánh binh, tuyệt đối không thể so sánh cùng với thanh thánh binh không bị sức mẻ chút nào này. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn đứng ở trên bầu trời, sắc mặt nghiêm hẳn lại, lời nói càng kiên định hơn, ta phải lấy được nguyên căn vạn vật mẫu khí, ta muốn tế ra thánh binh thuộc về ta. Ngươi không dám đánh với thánh thể hoang của đồng giai. Đồ Phi quát hỏi. Giết hắn như chém một cọng cỏ, nhưng tại sao ta phải nghe theo sắp xếp của các ngươi? Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn đứng yên, hai tay để ở sau lưng, vô cùng tự phụ. Đừng có giấu giếm, là do ngươi sợ hãi mà thôi, nên không dám ứng chiến. Ai ai cũng biết thánh thể đồng giai đáng sợ như thế nào, con chim nhà ngươi đang sợ. Đồ Phi lên tiếng. Thiên bằng ta làm việc cần gì đến ngươi nói,
bây giờ ta sẽ lấy tính mạng của hắn, lấy nguyên căn huyền hoàng đi. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vô cùng lãnh đạm, nhanh chóng lao xuống dưới đánh Diệp Phàm. Ken, ken, ken. Bàn tay ngọc trắng của Nhan Như Ngọc khẽ vung lên, lập tức có những cánh hoa sắc bén như đao bay múa đầy trời ngăn cản đường đi đến của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương. Ông, Kim sĩ Tiểu Bằng Vương tung một quyền vàng rực ra, làm cho cả hư không cũng phải lay động. Sau một chiêu này, tất cả cánh hoa đều nứt vỡ rồi tiêu tán trong không trung, lực lượng của Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thật kinh khủng. Có ta ở đây, ngươi giết hắn được sao? Nhan Như Ngọc điềm đạm nói. Công chúa Điện Hạ có vũ khí cực đạo, tất nhiên ta không làm gì được nàng. Nhưng người ta muốn giết thì nàng không thể ngăn cản. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn kiêu ngạo, đáp lại. Diệp Phàm nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, tự cho mình là cao thủ cái thế thật sao? Nếu như đúng là vậy, ngươi thử đi giết Diêu Quang Thánh Chủ xem, để chúng ta còn chứng kiến được uy thế của ngươi. Tương lai ta sẽ làm được. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn lại hắn, sát khí bốc thẳng lên cao. Lời như vậy ta cũng nói được, tương lai ta chỉ cần một tay là tát chết ngươi được. Diệp Phàm cười cười, nói. Dường như bây giờ ngươi không phục lắm. Ánh mắt Kim sĩ Tiểu Bằng Vương lạnh như băng. Ta đang nói sự thật, nếu như cùng một cảnh giới, ta dùng một tay cũng có thể đánh chết ngươi. Diệp Phàm tiếp tục châm chọc, nói theo cách của ngươi, ta cũng có thể nói rằng trong mắt Diêu Quang Thánh Chủ ngươi còn không bằng cả con kiến, ngươi chưa có đủ tư cách chấp cánh cung hoành thiên hạ. Phế thể hoang cổ mà cũng dám ăn nói bậy bạ với ta. Thần sắc Kim sĩ Tiểu Bằng Vương động lại, lạnh lẽo nói. Ta chỉ mới tu hành 4 năm, kém ngươi đến mấy cảnh giới, quả thật không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi tu hành nhiều năm như vậy, đúng là có thể ở trước mặt ta giả làm cao thủ, nhưng mà đừng tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ, ngươi không xứng. Tất cả mọi người cả kinh, Diệp Phàm chỉ tu hành 4 năm mà đã có thành tựu như bây giờ, quả thật rất kinh người. Nếu như hắn sinh ra ở thời đại hoang cổ, chắc chắn tiền đồ không thể đo lường được. Ngươi nói những lời này không phải là muốn đánh với ta một trận đồng giai sao? Kim sĩ Tiểu Bằng Vương cười lạnh, nói, thật ra ta cũng động tâm, giết một thánh thể hoang cổ đồng giai là một việc hay đó, chỉ là ta không muốn bị người khác an bài. Còn ta không cảm thấy hay ho gì khi đấu với ngươi cả, ta có thể đoán trước được kết quả, chỉ cần lực tay là đủ áp chế ngươi. Những lời này làm cho Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự nổi giận, hắn ta liên tục cười lạnh, nói, thật sự ta rất động tâm. Tiểu Bằng Vương cần gì chấp nhặt với một phế thể, không cần phải như thế. Một tên yêu tu đi theo Kim sĩ Tiểu Bằng Vương mở miệng nói, nếu như hắn không phục, ta có thể áp chế cảnh giới xuống tầng thứ 2 bí cảnh đạo cung để lấy mạng hắn. Ngươi còn chưa có tư cách, một mình ta đủ giết 10 người như ngươi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn nói vậy chỉ vì muốn Kim sĩ Tiểu Bằng Vương xuất thủ. Tên yêu tộc này cũng là một trong những cường giả trẻ tuổi, tính tình hơi tự phụ. Hai mắt hắn phát ra ánh sáng lạnh, xoay người nói với Nhan Như Ngọc, mời công chúa Điện Hạ lấy vũ khí cực đạo ra áp chế tu vi của ta, ta muốn đánh với hắn một trận. Nhan Như Ngọc cũng không cự tuyệt, trực tiếp lấy vũ khí cực đạo ra. Thanh vũ khí này lóe lên một cái rồi biến mất, áp chế tu vi của ngươi này xuống tầng thứ 2 bí cảnh đạo cung. Đối phó với ngươi còn chưa cần ta xuất thủ, đóng cửa thả chó là được rồi. Hắc Hoàng, lên cho ta, cắn hắn. Hắc Hoàng giận dữ, gầm thét liên tục, rồi đột nhiên quay đầu cắn Diệp Phàm. Mọi người thấy vậy liền cười to lên, cảm thấy con chó này rất thú vị. Hắc Hoàng, nếu như ngươi không cắn chết hắn cho ta, cả đời này cũng đừng nghĩ tới cổ kinh và miếng ngọc xanh hình rùa kia. Diệp Phàm truyền âm uy hiếp. Phế vật nhân tộc, ngươi đang làm gì đó? Tên yêu tộc này cười lạnh liên tục. Xoẹt, Diệp Phàm lướt nhanh tới trước, tàn thức hư không đại thủ ấn đánh ra. Bàn tay to màu đen che khuất cả bầu trời, làm cho mây đen với kim lôi kéo tới đánh xuống tên yêu tộc này. Cốc hai tay của tên yêu tu này đưa lên trời, muốn chặn đánh bàn tay to màu đen kia. Nhưng bỗng nhiên có một âm thanh trầm thấp phát ra, hắn bị bàn tay to màu đen đánh bay ra ngoài, miệng phun ra một nguồn máu tươi. Mọi người đều thất kinh. Người này có tu vi tầng thứ 5 bí cảnh đạo Cu Ung, mặc dù đã bị áp chế xuống tầng thứ 2, nhưng kinh nghiệm và ý thức chiến đấu vẫn còn đấy. Thật không ngờ mới chỉ chiến đấu một chút mà đã bị Diệp Phàm đánh trọng thương, điều này làm cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm cảm thán thánh thể hoang cổ quả nhiên là vô địch đồng giai. Ông, Diệp Phàm nhanh chóng vọt tới, bàn tay to màu đen giống như một cổ thụ cao chọc trời che khuất cả phương không gian, lúc đánh xuống làm cho cả hư không cũng phải lay động. Lần này, sau khi hư không đại thủ ấn đánh xuống thì người nọ bị đánh bay ra xa, rồi rơi xuống một đỉnh núi, liên tục phun ra máu. Chỉ một người như ngươi mà cũng dám hên hoang khoác lác, phế thể thì như thế nào? Bây giờ ngươi bại trong tay ta, vậy có khác gì một phế vật? Diệp Phàm cười lạnh, đáp xuống. Tên cường giả yêu tộc này gầm nhẹ một tiếng, lấy mấy viên đan dược ra nuốt vào,
xương cốt trên thân thể lập tức phát tiếng vang lách cách, yêu lực mênh mông trong người toát ra làm cho cả đỉnh núi phải rung rẩy. Hắn lại vọt tới, gầm lên, ta muốn giết ngươi. Hắc Hoàng, cắn hắn. Điện Diệp Phàm nói thế, nhưng cũng âm thầm truyền âm uy hiếp Hắc Hoàng. Con chó mực này ngạo khí quá lớn, rất khó hàng phục. Con bà nó, tiểu tử ngươi chờ đó. Hắc Hoàng tức giận không thôi, cái đuôi cục kia dựng thẳng lên cao rồi chạy tới đánh giết tên cường giả yêu tộc kia. Tiểu Diệp tử, ngươi thả chó cắn người thật sao? Con chó đáng chết này đáng tin như vậy à? Đồ Phi hỏi. Mấy người chung quanh càng chố mắt ra nhìn. Cho một con chó mực còn chưa hóa hình đi đối phó với cường giả yêu tộc, chẳng lẽ hắn muốn con chó này chết? Phốc, tên tu sĩ yêu tộc kia đánh một chưởng lên mình Hắc Hoàng, cứ nghĩ rằng một chưởng này đã đủ cho con chó mực này tan xương nát thịt, nhưng thật không ngờ hắn lại cảm thấy cánh tay của mình suýt nữa bị đánh gãy. Hắn chuyển hướng công quyền đánh tới đầu của Hắc Hoàng, nhưng Hắc Hoàng cũng không muốn mình ở thế bị động, nên đã hóa thành một tia chớp màu đen tránh né đòn tấn công, rồi mở cái miệng to như chậu máu ra nuốt nguyên quả đấm này. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang lên. A! Tên tu sĩ yêu tộc này kêu thảm một tiếng, cơn đau nhức truyền đến làm cho hắn thiếu chút nữa đã ngất đi. Bỗng nhiên hắn có cảm giác gió mát thổi qua tay mình, rồi cổ tay trở nên lạnh lẽo. Đưa mắt nhìn kỹ xuống, hắn mới phát hiện nguyên bàn tay đã không còn nữa, cổ tay trở nên trụi lủi chảy máu đầm đìa. Nguyên một bàn tay đã bị Hắc Hoàng cắn rụng. A! Đau đớn đến mức làm cho hắn không thể chịu được, kêu to lên thảm thiết, mồ hôi lạnh trên người tuôn ra như suối. Tuy đau đớn, nhưng hắn cũng không quên lui nhanh về sau, tránh bị Hắc Hoàng tấn công tiếp. Phục, Hắc Hoàng nhổ một bãi nước miếng ra, sẵn tiện phun luôn cánh tay đang ngậm trong miệng, rồi nó chạy nhanh tới một dòng suối ở bên cạnh, liên tục chúi đầu xuống súc miệng, hùng hùng hổ hổ nói, con bà nó, cả đời này, ta ghét nhất là ăn thịt hồ ly. Mọi người. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, thật không ngờ một con chó mực nhìn bề ngoài vô hại lại lợi hại như vậy, rõ ràng không phải là thứ hiền lành gì. Tôi nói, chó cắn là chó không sủa, quả nhiên không sai chút nào, con chó này nhìn từ đầu đến chân trông rất vô hại, nhưng khi vào chuyện rồi thì mới hiện rõ là con chó hung ác tàn nhẫn. Cầu cho ngươi bị dạy đến 8 đời đi. Hắc Hoàng liên tục nguyền rủa. Nghe thấy câu này, mọi người ở chỗ này không biết nói gì nữa, nhưng ai ai cũng có ý nghĩ muốn đánh cho con chó này một trận nên thân. Còn nữa, ta rất thích ăn thịt chim nướng đó, nhất là mấy con chim nhỏ. Hắc Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương rồi liếm liếm miệng. Ngươi ăn nói cũng lớn quá đấy. Đồ Phi nói. Phốc, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đáp xuống núi, lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm rồi nói, ta không nhịn được nữa rồi, thánh thể hoang của ngươi đã làm ta động tâm. Bỗng nhiên hắn xoay người lại, nói với Nhan Như Ngọc, ta không muốn nghe người khác ăn bài, đây chính là ý chí của ta. Mời công chúa Điện Hạ thu hồi vũ khí cực đạo lại, ta sẽ tự phong ấn lực lượng. Ngươi chắc chắn muốn đánh với thánh thể hoang của một trận đồng giai thật sao? Đồ Phi hỏi. Những người có thể trở thành đại đế đều là thiên tài kinh thế, ta muốn đi theo con đường này, ta muốn chứng minh ta có thể dùng lực áp chế thánh thể hoang cổ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trầm giọng nói. Ha ha ha. Diệp Phàm cười to, hắn cảm thấy máu huyết trong người sôi lên, hận không thể tung quyền ngay lập tức được. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.